những pha xử lý còn cần đến từ những tên trộm nghiệp dư chưa bao giờ là hết thú vị. Lần này, lại thêm một siêu trộm, nữ mất cả chị lẫn chài khi cố ăn trộm đôi giày khỏi một cửa hàng có gắn camera. Theo thông tin đăng tải từ chính shop giày bị trộm, đoạn clip ghi lại hình ảnh cô nàng mặc áo đen lợi dụng thời cơ nhân viên không để ý, đưa đôi giày luồn qua ghế ngồi ra ngoài, thông chốt cả cổng tự an ninh một cách vô cùng thông minh. Tuy nhiên, pha xử lý còn cần sau đó lại làm nhiều người không khỏi bật cười. Sau khi thành công đưa giày ra khuất tầm nhìn, cô nàng đi ra đi vào, rửa tay bằng dung dịch vệ sinh, rồi tiếp tục ra vào một lượt nữa mới rời khỏi cửa hàng. Ngạc nhiên hơn là, cô mãi lấy đồ của shop, mà không nhớ rằng mình để quên cả đôi giày hiệu mắc tiền không kém, và chiếc điện thoại ở lại. Khách nữ đi giày xịn, lái xe mô tô sang chảnh đến lựa giày. Cô nàng lặng lẽ mang đôi giày ra gần cổng, rồi lợi dụng lỗ hổng an ninh đặt giày ra phía ngoài. Chủ shop sau khi đợi nữ trộm tự giác đến trả lại đồ nhưng không thành, đã đăng toàn bộ câu chuyện lên mạng xã hội. Shop giày này chia sẻ, lợi dụng lúc cửa hàng đông người, bạn gái tiện tay lấy luôn giày trên kệ đem thẳng ra ngoài. Xong còn thản nhiên quay vào lấy túi xách, không quên ghé quầy xịt gel rửa tay kháng khuẩn sạch sẽ, rồi đi luôn đôi giày của shop định vui vẻ ra về. Chuyện chắc sẽ chẳng có gì đặc biệt cho đến khi bạn nhận ra, vì vội vàng ăn cắp cho được đôi giày của shop xong bỏ chạy, mà để quên luôn cả điện thoại và đôi giày của bạn lúc đi vào shop. Càng ly kỳ hơn nữa khi bạn cố gắng định vị điện thoại của mình bằng Google. Sau đó nhờ một bạn gái khác giả vờ quay lại shop, nói để quên DT trong phòng thử đồ, hỏi nhờ các bạn nhân viên cửa hàng tìm giúp. Nhưng khi mọi người hỏi đi hỏi lại bạn ấy thử đồ ở phòng nào, khoảng mấy giờ để shop có thể chết camera trước cửa phòng thử, giúp bạn tìm DT thì bạn nhất định không nói mấy giờ mà cứ khăng khăng tự tìm. Sau đó, người bạn của nữ siêu trộm này đã dùng áo khoác bọc đôi giày bạn mình để quên lại, rồi ra về, lần nữa quay lại, rửa tay bằng nước rửa tay khô, sau đó rời đi cùng chiếc xe máy mà quên cả giày hiệu của mình lẫn điện thoại lại. Người bạn tốt đến lấy đồ để quên trước bạn. Pha xử lý đi vào lòng đất của cô gái trộm giày đã khiến chủ shop giày vô cùng hoang mang. Tuy nhiên, shop vẫn thiện chí nhắn nhủ rằng cô nàng chỉ cần đến tiệm, thanh toán đủ tiền giày thì cửa hàng sẽ trả lại điện thoại cũng như đưa cô đầy đủ hộp, giày, giấy gói phun bóc. Video liên quan dưới bài đăng, không ít cư dân mạng đã chỉ trích cô nàng sức dài vai rộng, nhưng lại muốn kiếm ăn trên tài sản của người khác. Bên cạnh đó, nhiều người góp ý cửa hàng nên có những biện pháp phòng chống hiệu quả hơn, lắp thêm kính chắn nơi ghế ngồi, hoặc làm quầy thu ngân thấp xuống để không che tầm nhìn nhân viên. Phương Dung, theo Thế Giới Trẻ Let's Blog Ads,